Chào mừng các bạn đã quay lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Titan Quest Anniversary Edition. Trong tập trước chúng ta nói lộn là Minecraft Anniversary Edition, bởi vì chơi Minecraft nhiều quá rồi, lắm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để lên đường tiếp nào. Giờ mình sẽ cần coi ông này trước, bởi vì ông sẽ có một số thứ chúng ta phải mua được. Có Warrior Song nè, và Inova Arcane Power không cần. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên đường để đi tìm hiểu tại sao là lũ quái vật. Sau khi chúng ta đã hạ gục được mấy cái con Gorgon Sister rồi, thì nó vẫn còn nhiều hay là không? Thì vừa vô phát hiện ra được một em ngay lập tức. Ngay lập tức đặt một cây cờ xuống và đập nó. Thằng này là Champion Panos, Lord of cái gì đó. Rồi xong. Và nó có tiền và Centaur Suicras. Giờ có gì nữa không? Bây giờ chúng ta hãy đi xuống đây, đi tìm đường mới nào. Và chúng ta đang bước vào địa phận của một vùng đất mới, tên là Kebios Valley. Kebisot chứ. Và có rất là nhiều những con quạ với lại những con harpy ở nơi đây. Chúng ta hãy coi thử coi còn cái gì nữa hay không. Chúng ta vừa phát hiện ra một tớp lính và có anh chàng này bị thương. Hãy nói chuyện một phát. We've got a giant Lemos trapped here. Stay back. Well, the thing is, we don't know what to do with it after we saw what it did to Liagoras. Và bên đó nó có một cái con limo gì đó đang bị nhốt ở trọng. À, con này hút máu, chúng ta sẽ cần phải hạ gục nó nhanh chóng thôi. Nó hút máu ghê lắm nên hãy cẩn thận. Đó, và nó hút máu kìa. Nó đánh cũng mạnh và nó hút máu cũng ghê nữa. Rồi xong. Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện với anh lính đó lại. How did you do that? When you went in, I expected that Lemos to... Oh, my apologies, noble warrior. I mistook you for a common traveler. Rồi, và anh lính nói rằng là chúng ta... Ông nghĩ là chúng ta bước vào trọng á, là sẽ bị cái con đó đánh chết. Nhưng không, chúng ta đã hạ gục con đó. Và ông thể hiện lòng kính trọng. Giờ chúng ta sẽ nói chuyện với anh bên này. Scouting party out to the Athenian swamps. They haven't returned yet. I don't know what could possibly have delayed them. Rồi, và anh ta hay là ông tướng này đã cho một cái tớp lính để đi tìm hiểu khu vực đằng trước nó có cái gì. Và cái tớp lính đó vẫn chưa quay trở về, thì không biết điều gì đã cản trở cái đường về của họ, thì chúng ta cần phải đi tìm hiểu tại sao luôn. Chúng ta hãy hạ gục hết những con quái trên đường đi luôn nào. Đây là Monster Encampment, là nơi mà tụi quái đang đóng quân thì phải. Có bộ thêm một chỗ đóng quân nữa. Chúng ta sẽ cần phải hạ gục hết đám quái này để đi tiếp. Chết nhé. Và bên đây nó có một cái đầm lầy. Đây là A Fan Marsh. Đúng là một cái đầm lầy luôn. Chúng ta sẽ vô đây để tìm cái tớp lính đó. Chúng ta đang chuẩn bị lên cấp. Hãy xem thử coi mấy con này sau khi bị hạ gục thì chúng ta lên hay không. Có vẻ như là lên. Yay. Đây là cấp độ 15. Giờ chúng ta hãy mở cái này ra coi thử. Có được một bình máu. Và mình sẽ bắt đầu nâng điểm. Ta nâng bên đây trước đi ha. Một, một. Và nâng ở đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ nâng mát nè. Và còn dư lại một điểm thì nâng vào chỗ Crushing Blow. Nó sẽ cho cơ hội là 25%. Gây thêm được 25-51 sát thương khi đang có Battle Rage. Rất là ngon. Nên nâng đi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những người lính được đưa đi trước và có một cái chấm màu hồng ở trên kia. Đó là cái checkpoint. Chúng ta có con gì vậy? Murklaw. Con này còn bự hơn mấy con kia nữa. Nhưng mà bự thì cũng nằm thôi. Sau khi hỗn láo thì cũng phải nằm xuống mà thôi. Và chúng ta hãy hạ gục luôn con này đi ha. Còn một vài em ở đây nữa. Qua đây luôn. Đập nó. Rồi, bu vào đây. Ồ, khi chúng ta lên được cái thằng Battle Ray thì nó thêm được đam. Có cơ hội thôi, không phải là lúc nào cũng 100%. Nhưng mà như vậy cũng rất là tốt. Và đây là tớp lính đi điều tra nè. Hey, you there? A human face is a sight for sore eyes. I'm sure our captain thinks we didn't make it. Well, we're all right, just a little lost. Rồi, và tớp lính này họ vẫn an toàn. Họ chỉ bị lạc đường thôi. Thì có thể chúng ta sẽ phải đi về để nói chuyện với lại cái... anh lính hồi nãy kêu chúng ta đi điều tra tại sao là những cái tớp lính đi trước đó lại chưa có quay về. Chúng ta đang quay ngược lại để nói chuyện với người lính kêu chúng ta đi tìm. You saw them? Oh, good. I was afraid they might have run into trouble in there. Vậy là anh thấy họ rồi à?
Tôi cứ ngỡ là họ đã đụng phải một vấn đề gì đó nên họ chưa có quay về. Vậy là chúng ta đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa rồi, Spartan Lost. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi về hướng này, bởi vì hồi nãy mình thấy một cái checkpoint ở đâu đó trên kia. Chúng ta vừa đụng một cái trại khác, là mấy con này nó bự hơn con kia nhiều ha. Con này là ở trên núi, chắc con kia dưới đồng bằng. Và nó có pháp sư, rồi có cung thủ này nọ đầy đủ, không thiếu món ăn chơi nào hết. Vô đây luôn cưng. Và trại lính này lớn dữ vậy, dường như là chúng nó đang chuẩn bị cho một cái chuyện gì đó rất là lớn. Giờ chúng ta hãy đi phá hủy cái cuộc vui của tụi nó nào. Mình đang ở khu vực nghĩa trang của Aten. Ê, chết đây. Aten là đọc tiếng Việt đó. Và chúng ta sẽ phải hạ gục mấy con này ngay lập tức, trước khi nó hạ gục mình, bởi vì tụi cung nó bắn ghê quá. Thêm thằng kia nữa. Và mình vừa lụm được một cái chài. Từ từ để hạ gục mấy con này xong rồi coi ha. Có một cây chài màu xanh lá, nó là Murderous Spy Club 25-36. Cũng rất là mạnh, nhưng mà tốc độ đánh lại chậm. Và nó cần tới Strength 18 lận. Ủa, level 18 chứ, không phải là Strength. Level 18 mới xài được thì quá lâu. Chúng ta đang đi dọn dẹp tất cả những chỗ này trước khi chúng ta đi qua khu bên kia. Và nó có gì trên kia vậy? Ê, thằng đó đánh mạnh dữ vậy. Nó đánh mà muốn chết luôn á. Thấy ghê không? Chúng ta đang gần tới cái checkpoint rồi. Và hãy lấy cái checkpoint một phát. Ok. Mình vẫn đang đi dọn dẹp những phần còn sót lại của tụi quái nơi đây. Và còn một vài cái trại nữa chúng ta cần phải dọn. Vô đây, trại nhân mã đúng không? Vô luôn. Úi, còn thằng này nữa hả? Và đây là một cái phòng tuyến đồn lũy gì đó. Đây là Athenian Battleground. Đang có một trận chiến diễn ra ở đây. Tụi nó xây mấy cái bức tường luôn. Hay là người bên ta xây? Chắc là tụi quái không có xây đâu, bởi vì cái hướng này là chống tụi quái mà. Nên chúng ta sẽ cần phải hạ gục hết để đi vào bên trong xem trận chiến nó như thế nào rồi. Giờ chúng ta sẽ chạy ra giữa. Đây là nơi trận chiến đang diễn ra rất là khốc liệt. Và có một cái cây mây kìa. Coi thử coi. Cũng ngon nhưng mà cấp độ cao quá. Và nó cũng không có nhiều cái dòng mà thật sự hỗ trợ cho cái chiêu đánh của chúng ta. Nó có chất độc nhưng mà mình sẽ cần attack speed rồi strength dex gì đó. Và mấy cây chúng ta đang cầm vẫn ngon hơn rất là nhiều. Có gì đó. Mấy em này lại đây. Lại đây nhân mã, nhân dương gì đó bay lại đây hết. Và hồi máu nữa chứ. Con elder hồi máu nè. Xong con elder nhé. Đứng lại. Có con heo kìa. Con này là Bowman, nửa người nửa heo. Và chúng ta còn gì nữa không? Còn một chút ở bên này thôi. Có một vài con nhân dương. Qua xử tụi nó rồi chúng ta chạy ra giữa. Rồi. Xong lên. Ở trên kia đánh xuống và chúng ta đánh từ dưới lên. Và sao chỉ có một hai con thôi vậy? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Dữ gì thế? Chắc là mình dọn sạch sẽ hết trơn rồi. Rồi, và chúng ta hãy chạy vào trong nói chuyện với Leonidas. Leonidas đâu? Đây rồi. Ah, it's you again. Still alive. I am lucky to be here myself. I thought we Spartans could stop this nightmare on our own. I was a fool. In our pride, we refused help from our Greek brethren, and Sparta suffered a great loss to the monsters. A soldier knows only attack. But I must be more than a soldier. I must be a warrior and learn to temper my pride. It has become clear that the Spartans must unite with all Greeks if we are to stand a chance against these monsters. I cannot make heads or tails of the Oracle's prophecy, but your deeds in Parnassus are worthy of a hero's song. This Telchin you speak of must be the leader of the horde that attacked us. At the height of the battle, he disappeared, giving us the chance to drive the monsters back. I have heard reports of skirmishes within the city walls. I cannot spare a runner. Would you investigate? Và Leonidas nói rằng là ông ta đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể đẩy lùi được tụi quái vật. Và vì thế, toàn thể Hy Lạp sẽ cần phải chiến đấu cùng nhau để chống lại. Và cái hành động chúng ta làm ở Parnassus á,
sẽ đây xứng đáng được gọi là một vị anh hùng. Và trong giữa chiến trận hồi nãy, có một tên nào đó có vẻ như là thủ lĩnh thì hắn đột nhiên biến mất, làm cho lũ quái vật không người dẫn đầu á thì họ có thể chiến thắng được. Và chúng ta sẽ cần phải đi tìm lý do tại sao và ngay bên trong thành đang có vấn đề gì đó. Trước khi chúng ta đi, hãy nói chuyện với người lính kế bên. How much has happened since I saw you last? I'm sure the tales you could spin are at least as long as mine. Và anh ấy nói là lâu rồi không gặp thì nhìn chúng ta có vẻ như đã trở nên mạnh mẽ hơn trước nữa rồi. Chúng ta hãy đi vào thành phố Athens. Đây là người dân, hãy coi người dân nói gì. Oh Muse, I sing now of a mountain nymph named Maia, and how with Zeus she bore a son named Hermes. Thus was born the swiftest god, fleet of foot with sandals winged, patron god of travelers and boundaries, of shepherds and of thieves. Hermes, who leads the dead to Hades, and who has often aided heroes in their tasks. When Maia gave birth, lying in a cave in Mount Selene, she took the infant in her arms and quickly fell asleep. The bright-eyed infant Hermes, seeing that she slept, crawled from her arms and then ran to Thessaly. He found the pasture where Apollo's sacred cattle grazed, forbidden to any but their owner. The infant Hermes stole some cows and hid them well away. He slaughtered one and took its gut and with an empty tortoiseshell constructed the first lyre. The fleet-foot god then ran back home and wrapped himself back in his mother's arms. But Apollo appeared, angrily claiming Hermes had stolen his cattle. It was then that the infant took the lyre and began to play. And the lyre's sweet sound directly charmed Apollo, god of music, and he relented in his anger. He saw the lyre, and his desire for it was so great, he offered to let young Hermes tend his cattle in exchange for the instrument. And so the first, but not the last, of Hermes' mischief came to no ill end. Chúng ta vừa được nghe tiểu sử của thần Hermes. Thì thần Hermes là do một nữ thần hay nữ tinh linh gì đó cùng với ông Zeus á, hai người cho ra Hermes. Thì Hermes khi vừa được sinh ra đã cố gắng đi ăn cắp đồ của Apollo rồi, bởi vì Hermes thấy có những cái con thú của Apollo á, động vật nuôi á, thì để đó không ai giải quyết hết, Hermes lại ăn cắp một số con. Và Apollo nói rằng thằng này ăn cắp đồ của ta rồi, và từ thế là họ bắt đầu gây sự với nhau luôn. Dạ, mình sẽ có gì ở đây không? Chúng ta coi thử coi. Và trước khi đi chúng ta nên bán đồ đi ha. Và bán cây này đi. Cây này cũng ngon, để lại. Và những thứ này mình sẽ bán hết, bởi vì chúng ta không cần thiết phải giữ lại làm gì cả. Hồi nãy cũng có được một cái khiên cũng khá là tốt, nhưng rất tiếc lại không xài khiên. Rồi, và chúng ta hãy cùng nhau coi lại một phát trước khi chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đó. Đây được 4 luôn rồi. Và gom thằng này lại, gom thằng này lại, gom thằng này lại. Ta gom hai cái ở trên lại luôn và được một cái hoàn chỉnh. Tốt. Giờ chúng ta sẽ chạy lên trên. Tấn công! Xông lên! Hãy cùng những người lính xông lên. Và có lũ chuột. Lũ chuột ở đâu ra thế này? Chúng ta phải tìm hiểu coi ở đâu ra cái lũ chuột dơ dái bẩn thỉu từ phía trên thành phố tấn công xuống như thế này. Và lũ chuột đi tay không hả? Nó không có vũ khí, nó đi tay không không à? Và một hay hai người lính thì không chịu nổi. Ủa sao bên kia đi lên mà bên này không lên? Rồi chúng ta phải xông lên thôi. Một mình chúng ta xông lên. Và hãy mau mau giải cứu anh lính này nếu kịp. Rồi qua bên kia có hai con. Rồi xong nhé. Và còn con chuột nào nữa hay không? Lũ chuột bay hãy ra đây. Lũ dơ bẩn. Rồi xong. Và có vẻ như đây là phần cao hơn của thành phố, là để nơi thờ thần nè. Đây là Acropolis. Và có mấy con này nữa hả? Gorgon. Giờ chúng ta sẽ đi một vòng xem thử coi chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây. Ở đây chúng ta có một cái cầu thang đi vô một cái ngôi đền hay sao đó. Hãy kiểm tra thử coi. Qua đây. Xuống đây một phát, coi thử còn vài con rắn nào hay không. Có vẻ như đã sạch rắn. Ngôi đền này vừa có chuột vừa có rắn. Và đây là The Order of Prometheus. Prometheus là một vị thần đem lửa cho loài người. Đây là cái gọi là cái hội hay là cái tôn giáo mà thờ ổng.
Và chúng ta đang bắt đầu vào cái catacomb. Thì catacomb là hầm mộ. Mình sẽ phải đi xuống một vài tầng thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vậy. Chúng ta đang ở tầng 2 và gần lên cấp nữa rồi. Hãy hạ gục thêm một vài em và lên cấp nào. Mớ này chắc chắn là lên cấp. Ồ, gõ một con lên liền. Giờ sẽ hạ gục những con này trước đi rồi tính cái hò. Mở lên, chúng ta nâng cái gì đây? Mình rất là muốn mở lên trên này thì những cái này nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà nếu chúng ta đẩy lên sớm quá, có vấn đề gì không? Cái ống này thì không khó để chúng ta nâng mát. Nó sẽ còn khoảng 32 điểm nữa, nghĩa là chúng ta sẽ còn 22, là 7 cấp độ thôi. Quất ống này trước đi. Nó đẩy cái này lên mát từ từ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống tầng thứ 3. Ở đây là Catacomb Level 5, tầng thứ 5. Chúng ta đã phát hiện ra được một dấu chấm than nhỏ ở trên bản đồ nhỏ, nghĩa là nó đã tới gần cái phần nhiệm vụ rồi đó. Mình vẫn đang hạ gục những con quái ở nơi đây. Ồ, có cái chest, có một hai cái chest. Hãy mở trước coi. Tiền và một số món đồ giảm. Và có tiền với máu, có cái nhẫn. Chúng ta chỉ lượm rất là ít. Rồi giờ mình sẽ đi xuống bên đây. Và hãy đi qua đây. Mấy cái quan tài đó khỏi mở cũng được, không ích lợi gì đâu. Và đây là cánh cửa đá. Có một thằng gì đó, Alastair Skull of Acheron. Ghê vậy. Mà búp chiêu lên. Cắm cờ xuống. Mình vừa đúp cái cuốn sách lên và chưa kịp cắm cờ xuống nữa là sao? Rồi đó, cắm cờ xuống. Ta sẽ đánh mạnh hơn. Và những cái con đó, hãy cẩn thận những cái con xương nhỏ nhỏ. Bởi vì có đập những con xương nhỏ nó cũng vẫn kêu ra thêm thôi. Và nó chơi cái chiêu gì mà hả, rút máu ghê gớm dữ vậy. Hình như là băng thì phải. Ta coi coi, né né né. Rồi hồi máu, hồi máu. Kết hợp giữa né và hồi máu. Ao 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 ao. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không 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 không. Ê ê ê, chết 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 chết. Ta phải chạy ra hồi máu một cái rồi ta hãy quay lại. Và hơn là có cuốn sách giúp ta đánh mạnh hơn á nha. Cái miếng giấy á. Rồi và mình đang đánh cái thằng đó. Diện ơi, một cái chiêu của nó đi một khúc máu luôn hả, ghê vậy. Và nó hút năng lượng nữa. Chơi xấu. Chơi quá xấu. Rồi cố gắng lên. Ta đặt cái cờ xuống. Rồi xong, có cờ rồi. Cố gắng lên. Và hạ gục nó. Ta được cái gì? Một cây staff. Và cái áo của nó kìa. Này, cái dài của nó nè. Có áo nữa. Mà dài màu vàng thì không lấy. Và có một cái ông nào đó đang chờ chúng ta ở bển. Ta hãy mở những cái chest ra trước. Ông đó có thể đứng chờ, nhưng mà chest thì không thể chờ được. Majestic chest. Có cái formula Skyfire. Tuyệt vời quá. Protective coin. Có gì nữa không? Không. Và coi cái thằng này thử. Nó cộng lightning damage, electrical burn damage và lightning damage, Skyfire. Mà lại cộng sát thương sét với lại điện. Hơi khó hiểu. Rồi, và chúng ta hãy nói chuyện với ông đó coi ông nói cái gì. Ý, vẫn còn chest một cái. Còn gì nữa không? Hết rồi. Và nói chuyện với ông là vừa. Mysterious warrior, by saving my life you have done more than you know. I lead the order of Prometheus in Athens. We are an ancient order charged with the safekeeping of the mortal realm. What you have heard is true. The force behind these monsters is a powerful being. A lesser titan known as a Tilkeen. The titans are an ancient race of gods, much older than Zeus and his brethren. They once had absolute power. All creatures followed their rule. Eventually, the gods created humans and gifted us with intelligence. We defied the titans on many occasions, and they were determined to destroy us. The gods resisted, refusing to let their greatest creation be destroyed. And a great war ensued. It seemed as though the Titans would triumph. However, a few bold warriors and heroes aided the gods. They banished the Titans to a nether realm. We believed that all the Telkeens were banished with them. It seems we were wrong. The Telkeen is now bound for Knossos on the Isle of Crete. We fear that he plans to destroy a sacred artifact which we have guarded for ages.
This artifact keeps us in contact with the godly realm. If it is destroyed, there's no telling what will happen. You have to stop him. Go to the docks here in Athens. You will find an agent of our order who will arrange your passage to Crete. Hurry. The fate of the world is in your hands. Ông này là giáo chủ của hội Prometheus. Thì ông nói rằng là chúng ta đã cứu ổng, bởi vì chắc là do cái con kia nó giam cầm ổng. Và ổng kể về cái quá trình lịch sử, đó chính là những cái con Titan. Nó đang muốn thống trị loài người, nhưng mà các vị thần thì lại không thích điều đó, đứng lên chống lại những cái con Titan đó. Nhưng mà đang lúc mà họ gần thua, là những vị thần gần thua á, thì một số con người, một số chiến binh và những cái vị anh hùng đứng dậy giúp các vị thần chống lại cái đám Titan và đuổi đám Titan đó đi qua Neverland. Thì ở Netherland đó, nó đã bị nhốt lại hết rồi. Và chắc chắn là sẽ nhốt luôn cả những cái con mà hầu hạ hay tùy tùng gì của cái con Titan đó chung luôn, được gọi là Thelkin. Thì con Thelkin đó vẫn còn một con đang sống sót và chạy lông nhông ở trên thế giới này. Nó đang đi qua North Shore và đi qua cái hòn đảo Crete để kiếm một cái món bảo vật gì đó có thể kết nối được với thế giới thần linh. Nếu nó bị phá hủy thì cái trật tự của thế giới sẽ bị thay đổi. Cho nên chúng ta cần phải đi qua cái hòn đảo đó ngay lập tức, sử dụng cái đường đi ở đây. Chúng ta sẽ đi thẳng hết đường luôn. Qua đây. Và ra tới đâu đây? Rồi, có một checkpoint và đây là Athens Docks. Giờ mình sẽ phải đi tìm cái chỗ để có thể ra tới bến tàu. Chắc là cũng gần đây thôi, chúng ta đi luôn đi ha. Và có mấy em này ở đây chặn đường hả? Đừng có hòng mà chặn đường nhé cưng. Mấy cưng bắn cung, bắn không chết ai đâu. Cả mấy gì ba chị em Gorgon còn chịu không nổi nữa mà. Làm sao mấy em chịu nổi? Đây rồi. Và hình như đây là cô gái chúng ta cứu trong cái hang của Gorgon. Phaedrus sent you? You're the one he's sending to Knossos? Incredible. I am the Promethean agent he spoke of. Phaedrus knows what the Telkin did to my family, my village, and he still won't let me seek my revenge. Instead, he sends you while dispatching me on a mission to the east. I am duty bound to follow his orders. I hope Phaedrus knows what he is doing. I suppose I wish you luck. I will see that Telkin dead, one way or another. I'll show you to your ship. Và đây là cô gái mà chúng ta đã cứu ở trong cái hang Gorgon. Thì cô ta cũng là một thành viên của hội Prometheus. Và cô ta không được ông kia, là cái ông chủ hội giáo chủ á, cho phép đi trả thù. Nhưng mà chúng ta là người được giao trọng trách đó. Bây giờ ta sẽ đi qua bến tàu nói chuyện với anh chàng này. Đây là anh thủy thủ, để có thể tới hòn đảo Crete. Chuẩn bị. Và hòn đảo đó sẽ xuất hiện trong tầm mắt ngay thôi. Và đây là North Shore Bridge. Chúng ta hãy vô trong thành phố nào, bởi vì nó cũng khá gần thành phố. Vô. Vô kiểm tra xem thành phố này có bị hoang tàn hay không. Đây là ngôi làng và có rất là nhiều người đang nói chuyện. Chúng ta hãy vô bán đồ cái coi. Ông nói nhiều quá. You seek the palace? Be warned. Tales speak of the Minotaur beast who dwells in the labyrinth beneath the palace. You won't be going down there if you want to come up again. Anh muốn tìm tới cung điện à? Có một cái lời đồn là có một con Minotaur ở trong, nên anh phải cẩn thận ở trong cái mê cung ở phía dưới cung điện á. Truly the greatest builder ever to live was the man named Daedalus. Inspiring muse, grant to me the words to tell his tale. For Minos, king of Crete, did Daedalus make the labyrinth. It was built to house the terrible Minotaur. When Minos imprisoned him high in a tower, Daedalus built wings of wax, two sets of wings, one for himself, another for his son. Then he gave careful warning to his son, fly not too high, he told him, for the sun will melt the wax. Fly not too low, for if the wings get wet, they will not fly. Then son and father put on the wings and with the dawn took flight away from Crete and cruel King Minos. But as the day got on, young Icarus took joy in flight, and forgetting his father's words, soared up into the sky. He neared the sun,
the waxen feathers softened, melted, and foolish Icarus fell from the sky. Daedalus flew on to Sicily, and there he grieved. He named the place Icaria, where Icarus fell. And then, in Sicily, he built a temple to Apollo and left his wings as an offering in the temple there. Chúng ta lại được nghe một câu chuyện về Icarus. Thì Icarus là con của ông Daedalus, người thợ rất là tài hoa, đã làm ra cái mê cung cho ông vua Minos trên hòn đảo này. Nhưng mà một vì lý do gì đó, ổng bất tuân mệnh lệnh nữa, nên ông vua đã nhốt hai cha con lại. Cái hai cha con ở trên tòa tháp mà, nên họ phải làm cách gì đó để thoát ra, thì họ làm một đôi cánh được gắn lại bằng sáp. Và khi họ bay á, thì đứa con là Icarus, thì ông ấy lại bay cao quá gần mặt trời, thì cái sáp nó bắt đầu nó chảy ra, Icarus té xuống chết. Và sau đó ông Daedalus á, là người cha á, tới được một cái vùng là Sicily, thì đặt cái vùng đó là Icaria và lập một cái đền thờ Apollo ở trển và hiến cái cánh đó cho thần Apollo. Ta hãy nói chuyện với người kế tiếp. That something of great power and evil came into Knossos last night. Rồi, và có nhiều người nói có một cái thế lực nào đó đang tới cái Knossos này, và anh chàng này có nhiệm vụ gì đây? All is not well here in Knossos. Last night something passed by here. We felt it, but we could not see it. Now everything has gone into chaos. Horrible creatures appeared. The ground shook, and an evil fog moved in off the sea. Many of us have fallen mysteriously ill, and our healer, Xanthippus, is up in the hills. Nobody has seen him for 2 days. Tối hôm qua thì có một sự kiện lạ. Có một áng mây hay là một cái bóng gì đó bay ngang qua nhưng mà không ai thấy được. Rồi sáng hôm sau mọi thứ trở nên hỗn loạn. Có những con quái vật xuất hiện đầy ra đó, mọi người bị bệnh. Nhưng mà cái ông thầy lang hay là ông thầy thuốc ở đây á, lại ở trên núi. Và 2 ngày rồi chẳng ai nghe tin tức gì ở ổng hết trơn. Không biết có chuyện gì hay không. Once, long ago, the cruel tyrant Leucus seized the throne in Knossos. His bloody reign came to an end when a servant poisoned him. Some tell tales of his skeleton rising from its tomb nestled in Triton's Ridge. Ở đây là kể về một chuyện của thằng cha mà đã cướp ngôi của người khác, sau đó bị một người nô lệ hay là người hầu á thuốc chết. Nhưng mà tới lúc ông chết rồi, ông vẫn ôm hận và cái linh hồn ông sống lại một lần nữa. Và tóm lại, chúng ta cũng đã giải quyết được vấn đề về những con quái ở bên Hy Lạp. Bây giờ mình đã qua tới Knossos để đi tìm cái bảo bối gì đó mà ông kia đề cập. Thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!